Thưa quý vị, chương trình truyền hình chủ nhật ngày 29 tháng 7 trên kênh 7 gồm có những tiết mục sau đây. 5 giờ 5 phút chiếu phim truyền Đức, chú bé Titus lém lĩnh tập 9. 6 giờ phim hoạt hình phim bồn. 6 giờ 30 phút chào ngày mới, 7 giờ nhịp cầu vàng, 7 giờ 35 phút kịch rối, màu của mùa hè. 8 giờ vì tuổi thơ, sen hồng khoe sắc, 8 giờ 30 phút tạp chí văn nghệ, 11 giờ chương trình tìm người bí ẩn. 12 giờ thời trang và cuộc sống, 12 giờ 30 phút trò chuyện cuối tuần, 13 giờ 15 phút thế giới vui nhộn. 14 giờ kiến thức tiêu dùng, mỹ phẩm làm sạch da, nhu cầu và chất lượng. 14 giờ 30 phút kiến thức dinh dưỡng, 14 giờ 50 phút gia đình A cộng. 15 giờ 10 phút IQ tỏa sáng. 15 giờ 35 phút xây dựng thương hiệu mạnh, đổi mới giải pháp chinh phục thị trường. 16 giờ chào tuổi tiên. 17 giờ chiếu phim truyện Đài Loan, người quản lý tình yêu tập 5 và 6. 18 giờ bản tin kinh tế, 18 giờ 15 phút chiếu phim phần tiếp theo. 19 giờ tình yêu của mẹ, 19 giờ 30 phút chinh phục thời gian, 19 giờ 50 phút tin thế giới. 20 giờ chương trình siêu thị may mắn, 21 giờ ký sự Tân Đảo, 21 giờ 10 phút chiếu phim truyện Việt Nam, sóng gió cuộc đời tập 42. 22 giờ tin trong nước, 22 giờ 15 phút chiếu phim truyện Mỹ, chú mèo Garfield. 23 giờ 30 phút tin cuối ngày, tin thế giới, tin thể thao, 23 giờ 50 phút sống nơi hoang dã.